Bạn đang gặp vấn đề này đừng lo, đã có Saze sẽ giải quyết. Đầu tiên mấy bạn vào cơ zone. Mấy bạn gõ Sakuza Sikun Simulator. Sau khi gõ làm theo như video bằng. Nếu các bạn bấm vào đây thì sẽ hiện lỗi nhé. Nên phải kéo xuống chọn đường link như mình. Có để dưới bình luận nhé. Bấm vô ấn tải xuống miễn phí xong đó. Nó hiện ra như này thì ấn vào. Tải xuống app miễn phí. Bấm vô tệp đã tải xuống. Đợi nó tải xong thì bấm vô nhé, nãy đợi quên quay. Hi hi. Bấm mở. Tải được rồi nè mấy bạn. Chúc thành công nhé. Phim Bố Tôi Là Sát Phần sẽ phát lúc thứ 6, khung giờ 5 giờ chiều nha. Bye bye mọi người.